Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ lĩnh tối cao Hamas tái xuất sau tin đồn đã chết. Lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar đã liên lạc trở lại với các nhà hòa giải Qatar về thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin với Israel vài tuần sau khi ông bị đồn thiệt mạng trong cuộc tập kích của Israel. Trang Channel 12 dẫn nguồn thạo tin cho hay, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa đã cắt đứt liên lạc với các nhà hòa giải Qatar vì tin rằng Israel không quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận. Điều này làm dấy lên đồn đoán ông Sinwa đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ông là người được cho là bộ não đứng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas và Israel. Thời điểm đó, các cơ quan an ninh, tình báo Israel đã nỗ lực điều tra để xác định tình trạng của ông Sinwa. Họ không phát hiện bằng chứng nào cho thấy thủ lĩnh Sinwa đã chết. Từ đầu tuần này, ông Sinwa đã nối lại liên lạc với các nhà đàm phán Hamas ở Qatar. Hiện chưa rõ việc thủ lĩnh Hamas trở lại này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin đang bế tắc giữa Hamas và Israel. Một quan chức cấp cao của Israel nhận định, có vẻ như ông Sinwa không hề giảm bớt lập trường của mình về thỏa thuận. Hamas đã yêu cầu Israel rút hết quân khỏi Gaza và chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Tuy nhiên, Israel từ chối bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Hamas giữ quyền kiểm soát Gaza và xây dựng lại sức mạnh quân sự của mình. Hơn nữa, theo giới chức Qatar, việc Israel tiếp tục theo đuổi chiến dịch hạ sát các thủ lĩnh của Hamas cũng khiến việc đạt thỏa thuận trở nên khó khăn. Israel chưa có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza ngay cả khi các cuộc giao tranh đã khiến khoảng 41.000 người Palestine ở đây thiệt mạng. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào hồi giáo Hamas ở Gaza cho biết đã phóng loạt rocket vào thành phố Tel Aviv của Israel vào ngày 7 tháng 10, đúng dịp đánh dấu một năm nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Trong thông báo, lữ đoàn trên xác nhận đã bắn nhiều rocket nhằm vào Tel Aviv, song không nêu con số cụ thể. Đồng thời cho rằng hoạt động này nhằm tiêu hao lực lượng của Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết 5 quả rocket đã được phóng từ Khan Yunis ở phía nam Gaza. Quân đội đã kích hoạt còi báo động không kích khắp miền trung Israel. Cơ quan cung cấp dịch vụ cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết hai người ở Kfar Chabat, thị trấn ở phía đông nam Tel Aviv, đã bị thương nhẹ. Vụ phóng loạt rocket diễn ra đúng ngày đánh dấu cho một năm xung đột Hamas-Israel bùng phát. Trước đó, ngày 6 tháng 10, quân đội Israel cảnh báo Hamas có thể sẽ bắn rocket và tiến hành các hành động khác vào ngày 7 tháng 10. Israel cũng đang tăng cường lực lượng ở Gaza và khu vực biên giới. Tròn một năm sau cuộc xung đột đẫm máu tại Gaza, ngày 7 tháng 10, Israel đã công bố số lượng mục tiêu của Hamas mà quân đội nước này đã tấn công trong vòng một năm qua. Theo đó, Israel đã không kích hơn 40 mục tiêu, phát hiện 4.700 lối vào đường hầm và phá hủy 1.000 bệ phóng tên lửa. Trong các số liệu đánh dấu một năm xung đột ở điểm nóng Trung Đông, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, quân đội Israel cho biết đã huy động 300.000 quân dự bị kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, trong đó 82% là nam và 18% là nữ, gần một nửa thuộc độ tuổi từ 20 đến 29%. Cũng từ khi cuộc xung đột bắt đầu, lực lượng Hamas đã bắn hàng chục nghìn tên lửa từ Gaza và Israel, trong khi tổ chức Hezbollah ở Liban đã phóng 12.400 tên lửa vào Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt trên 800 tay súng ở Liban, không kích nhiều mục tiêu và tấn công khoảng 6.000 mục tiêu dưới mặt đất. Quân đội Israel cũng đã tiêu diệt 8 chỉ huy lữ đoàn của các nhóm vũ trang ở Gaza, cùng một số chỉ huy tiểu đoàn và chỉ huy đại đội trong năm qua. Cho một năm sau sự kiện này, hiện vẫn còn trên 100 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ. Sự kiện này không chỉ đẩy xung đột Israel-Palestine vào vòng xoáy bạo lực mới mà còn làm gia tăng các căng thẳng chính trị và quân sự trong khu vực. Theo cơ quan y tế ở Gaza, các cuộc không kích của Israel trong thời gian qua đã làm số người Palestine thiệt mạng ở Gaza lên tới gần 42.000 người. Mới đây, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Borrell cảnh báo Trung Đông đang đứng trên bờ vực của cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố nhân kỷ niệm một năm bùng phát xung đột Israel-Hamas, ông Borrell nhận định người dân trong khu vực bất an hơn bao giờ hết và bị cuốn vào vòng xoáy bất tận của bạo lực, hận thù và trả thù, đồng thời cảnh báo toàn bộ Trung Đông đang đứng trên bờ vực của cuộc xung đột toàn diện mà cộng đồng quốc tế dường như không thể kiểm soát. Ông Borrell nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận, đồng thời nhấn mạnh đây là cách duy nhất để giải thoát các con tin của Israel đang bị giam giữ tại Gaza. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định, An ninh của Israel không thể được đảm bảo chỉ bằng sức mạnh quân sự và sẽ cần một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Vũ lực sẽ không thể đảm bảo an ninh cho Israel, an ninh cho các bạn, Thành công quân sự không thể thay thế cho chính trị, ngoại giao để đưa các con tin và những người phải di rời được trở về nhà với những người thân yêu của họ. Sau một năm xung đột, đã đến lúc cần đến giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Beirut của Liban, Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi cảnh báo cuộc tấn công của Israel đang đẩy khu vực đến vực thẳm của một cuộc xung đột toàn diện. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của Liban. Cuộc tấn công của Israel đã bắt đầu ở Gaza và hiện đã tiếp tục lan tới Liban, đẩy toàn bộ khu vực vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Chúng ta đang phải đối mặt với một thảm họa, sự leo thang nguy hiểm, đe dọa đến an ninh và hòa bình của toàn bộ khu vực và cộng đồng quốc tế. Chỉ ít ngày sau khi gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão Helen bang Florida của Mỹ, lại sắp phải đón siêu bão Minton. Và hiện cơn bão này đã mạnh lên nhanh chóng vào ngày 7 tháng 10 với sức gió 257 km một giờ trở thành cơn bão cấp 5, mức cao nhất theo thang của Mỹ, chỉ 2 ngày sau khi hình thành ở vịnh Mexico. Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Hoa Kỳ dự đoán Minton sẽ đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida vào giữa tuần với sức gió của một cơn bão cường độ mạnh. Bão Minton tuy nhỏ hơn siêu bão Helen trước đó nhưng sẽ đi qua khu vực đông dân cư hơn, làm tăng nguy cơ về nước dâng cao gây thiệt hại lớn Dự kiến sẽ có cảnh báo lũ lụt ở nhiều khu vực đến hết ngày 10 tháng 10. Một thẩm phán Mỹ vừa ra phán quyết buộc Google phải cải tổ toàn diện hoạt động kinh doanh ứng dụng di động của mình. Theo đó, người dùng Android sẽ có thêm nhiều lựa chọn để tải ứng dụng và thanh toán trong ứng dụng. Cụ thể, trong vòng 3 năm, Google không được cấm sử dụng các phương thức thanh toán trong ứng dụng và phải cho phép người dùng tải xuống các nền tảng ứng dụng Android của bên thứ ba. Lệnh cũng hạn chế Google không được trả tiền cho các nhà sản xuất thiết bị để cài đặt sẵn cửa hàng ứng dụng của mình. Công ty cũng không được chia sẻ doanh thu từ Play Store với các nhà phân phối ứng dụng khác. Đây là một thất bại đáng kể đối với Google trong lĩnh vực ứng dụng di động. Công ty đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện chống độc quyền khác tại Mỹ liên quan đến hoạt động tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Sông Pastaza ở Peru đã xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 12 cộng đồng thổ dân đang sinh sống trên lưu vực con sông này. Cơ quan đánh giá và giám sát môi trường Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động các lực lượng chức năng để khắc phục sự cố này. Sự cố xảy ra từ ngày 3 tháng 10 khi đường ống dẫn dầu của công ty dầu khí Petro Peru bị vỡ. Dầu đã tràn ra nhiều khu vực dọc sông Pastaza. Công ty Petro Peru cho biết tình trạng đã được kiểm soát sau khi đóng các đường ống và thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn vết dầu loang. Được biết, sự cố tràn dầu tương tự không phải là hiếm tại Peru. Số liệu cho thấy từ năm 1997 đến năm 2023 đã có 1.462 vụ tràn dầu khẩn cấp được ghi nhận tại quốc gia Nam Mỹ này.